ngớt mưa rồi mọi người ơi. Cái này giống như là mưa mây á các bạn. Có nghĩa là mưa nó chỉ thoáng qua một cái xong rồi nó tạnh ngay luôn á. Nhưng mà nó cũng đủ để làm cho kìa, mấy cái đèn cầy của mình đó nó tắt hết trơn luôn rồi. Lúc nãy ghê thật sự luôn á mọi người. Nó làm một phát cái đứng tim luôn á. Ôi thôi rồi, cái bịch muối của mình nó ướt nhẹp luôn rồi các bạn ơi. Rồi, ướt hết của mình rồi. Trong khi chờ đợi thì mình xin giới thiệu với các bạn một game cực kỳ hay luôn. Nó có tên là Pin Rescue. Thì cái game này hôm giờ mình chơi mình bị nghiện luôn á các bạn. Nhìn có vẻ rất là dễ nhưng game cực kỳ hắc não luôn á nha mọi người. Các bạn phải rút chốt cho thật chính xác để mà có thể vượt qua chướng ngại vật như là thú dữ, các loại bẫy, zombie và vân vân. Lúc đó mình mới có thể thoát ra khỏi phòng hoặc là giải cứu nhân vật. Game có rất là nhiều tạo hình nhân vật và tạo hình các chốt khác nhau. Để có nhiều tạo hình và nhận xu vàng gấp 10 lần bình thường thì các bạn hãy nhớ xem quảng cáo nha. Đặc biệt là trên hệ điều hành Android, khi mà các bạn vượt qua vòng 21 thì các bạn sẽ có một chế độ thử thách cực kỳ ấn tượng và gây cấn luôn. Link tải mình để ở phần mô tả và phần comment. Hiện tại game có mặt trên cả hai hệ điều hành Android và cả iOS. Các bạn nào mà đang xài hệ điều hành Android á, thì hãy vào CH Play. Còn bạn nào mà sử dụng iOS á, thì hãy vào App Store để mà tải cái game này về. Và đừng quên đánh giá 5 sao để ủng hộ nhà phát triển nha. Ôi mẹ ơi, nó đứng lên luôn rồi kìa. Da gà da vịt của mình nổi hên hết luôn á mọi người ơi. Có khi nào nó chạy qua đây không ta? Mẹ rồi, nó rượt theo mình mọi người ơi. Mọi người ơi, nguy hiểm quá mọi người ơi. Nó rượt theo mình mà sao nó biết mình nấp ưng bên nó ta? Mình đang ở khá là xa cái chỗ đó. Các bạn thấy cái đèn không? Đó, cái đèn sáng sáng đó là ngay cái chỗ mà nãy mình làm nghi thức á. Còn giờ mình chạy qua ngoài đây. Mình có đem theo cái bịch muối nè các bạn. Mà hả, mưa nó ướt nhem hết trơn rồi. Mình có đem theo một cái cây đinh bị rỉ sắt á các bạn, nó bị xét á. Cái cây đinh đó dùng để trấn những cái linh hồn rất là hay. Nhưng mà hiện tại á, là cái cây đinh đó mình để ở gần cái cây đèn á. Giờ làm sao đây? Mình có nên quay lại cái chỗ đó không ta? Để mình zoom lại vào cái chỗ đó có gì không.
con búp bê nó đi đâu mất rồi các bạn ơi. À, mình zoom lại mà không thấy ai hết á, không thấy cái gì ở bên đó hết á. Ok, bây giờ chắc là mình sẽ chạy thật nhanh ra đó để mà lấy cái cây đinh cái đã. Mình nghĩ là an toàn mà mọi người. Hiện tại là mình cũng cách khá xa cái chỗ mà mình làm nghi thức ở bên kia kìa. Hiện tại là bây giờ mình đã có muối nha các bạn. Và đinh, đây, cái đinh của mình đây. Cái đinh sét nha các bạn. Mình không biết là nó chạy đi đâu mất tiêu luôn rồi mọi người. Hồi nãy mà mình mà chạy qua sớ lớ ở bên đó là nó chích mình chết luôn á các bạn. Không biết nó còn sống không nữa. Ê, 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 còn sống mọi người ơi. Nè. Thôi thôi thôi. Ngồi đây lát nó chích chết. Nép nép ra đây. Mình khá là lo lắng. Thứ nhất á, là cái con búp bê đó nó đi đâu mất tiêu rồi các bạn. Cái thứ hai á, là ở cái xung quanh chỗ của mình ngồi nè, không biết là có rắn rết hay là như cái con bọ cạp như hồi nãy á các bạn. Ê, cái gì vậy? Sao chỗ nào nó cũng tìm được mình vậy ta? Bây giờ biết chạy đi đâu bây giờ. Thôi, chắc là mình sẽ chạy về cái chỗ mà mình làm nghi thức. Ơi. Cái con người nào mà các bạn. Ok, mày với tao. Muối nó không có tác dụng giết nó nhưng mà nó sẽ cầm chân giùm mình. Nó nằm im luôn cả mọi người. Ok mọi người, tạm thời là mình đã vô hiệu hóa được nó, nhưng mà với cái số lượng muối ít ỏi như vậy á là nó sẽ tấn công mình bất kỳ lúc nào. Bây giờ mình sẽ đi rượu, mình còn rượu. Bây giờ mình sẽ kiếm một ít dâu tầm nữa các bạn ơi. Ok, mình nhớ ra cái chỗ lấy dâu rồi. Ở ngoài này có một cây dâu tầm các bạn. Đây, một cây dâu tầm. Mình sẽ hái vài trái nha. Ok, đây dâu tầm nè mọi người. Rồi. Phải nhanh lên mới được, không là tiêu. Đây, dâu tầm nè mọi người. Bóp nó ra. Các bạn thấy không? Đổ rượu vô. Đây cây đinh, để đinh sét của mình ngâm vào nó một cái. Đây rồi tiếp theo mình sẽ lấy một ít này. Rồi, quẹt mình có cái hộp quẹt. Rồi cho nó nóng lên.
Bây giờ mình sẽ lấy cái đinh sắt này và mình đâm vào cái con người nộm nha các bạn. Cây đinh đây, bây giờ mình sẽ đâm vào người đó. Ôi mẹ ơi, âm khí nó nhiều quá mọi người ơi. Hình như là mình đã lỡ nuốt cái khói phát ra từ ở trong cái con người nọ đó rồi mọi người. Cái mùi nó kinh khủng ghê lắm. Ok, vậy là mình nghĩ là cái linh hồn nào đó nó đã trú ngụ ở trong cái con búp bê đó, và khi mà mình đã dùng rượu rồi trái dâu tầm cộng với lại cái cây đinh sắt mà bị xét á các bạn đâm vô nó thì nó đã bay mất tiêu rồi. Này mọi người, rồi thôi, chắc là ổn rồi hả mọi người. Ok, chắc là mình sẽ kết thúc video ở đây, và thôi mình đi vô đây, chào mọi người.